Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình đã góp nhận 0.0.19 token Kepler giao. Cốt token này đã lý sinh sản Hotbit Uniswap các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mở Telegram bấm nút start chatbot các bạn. Thì nó có website của nó các bạn, vào chatbot site các bạn. Rồi các bạn bấm vào một token rock này bằng 120 15 mình khoảng gán này mình khoảng nhận 25 đô rồi. Bạn bấm join này gấp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Zalo nè các bạn. Sao kỹ ta. Rồi. Đây mình đã join rồi một kênh rồi tới kênh Zalo nè các bạn. Các bạn join sao nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè các bạn. Medium thì các bạn follow nha các bạn, tại Twitter các bạn cũng follow luôn. Sao nó không kêu yêu cầu tự quyết cả. Rồi các bạn theo dõi nha tất cả các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn cũng like và tự quyết nó đi các bạn. Các bạn test lại nè các bạn. Khá là dự án này khá là nhiều người tham gia đó, 5.000 mấy. Rồi các bạn follow tiếp minimum nè các bạn. Mình ghét minimum của các bạn, nó ai chụp chặt quá. Rồi các bạn follow nha các bạn. Nặng thiệt. Rồi sau khi các bạn follow xong các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy username của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit đi tên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở cái Telegram của mình ra, các bạn vào ba gạch vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nhé các bạn. Anh 1133 nè các bạn. Tiếp tục username Twitter thì các bạn cũng vào trang Twitter của mình lấy username của Twitter của mình nha các bạn. Anh cộng MMO của anh. Các bạn. Mình làm như vậy cho nó mau nha các bạn. Yeah, các bạn. Rồi tiếp tục thì username minimum thì các bạn cũng vào trang cá nhân minimum của các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EIC 20 với chocolate master wallet, các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Và mình thông báo nữa các bạn, tốc cần bạn nào có làm theo dáng của mình là nhận tốc cần BC MC1 này cũng đã mới phong phối các bạn trên nguồn F6 các là uy tín luôn. Thường thì những làm ai rớp những tốc cần nó về chưa có giá trị đâu các bạn ơi, các bạn sao chép nha bạn. Rồi bạn dán vào nha bạn, bạn gọi cho bot nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào balance các bạn check số cần các bạn, mình đã nhận được 0.19 tốc cần rớp nữa bạn. Rồi các bạn bấm nhấn get link lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốc cần nữa các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.